Con của tôi đợt trước để là đủ má đẹp cái này, còn nó cũng mốt hai đuôi trên 25 nhìn thấy nó khác hẳn liền ha, dẻo này chưa căng lắm đâu, độ nó mà căng nữa là nhìn đẹp lắm. Giá sao rồi? Uống da bầm 200. Đấy đề giá vậy. Thank you.